Xin chào các bạn, nhà Trần là một trong những triều đại phong kiến rực rỡ và nổi tiếng nhất trong lịch sử Việt Nam. Nếu mà bạn không biết có lẽ nên đọc lại lịch sử. Nhà Trần đã cùng với nhân dân 3 lần đánh bại quân Mông Nguyên. Không những vậy, công lao nổi bật của nhà Trần là xây dựng đất nước, đưa nho giáo vào nước ta, cùng hàng loạt những cải cách về phát triển kinh tế, văn hóa, quân sự và giáo dục. Trải qua 175 năm trị vì với 12 đời vua và 7 năm thời hậu Trần với 2 đời vua, các vua nhà Trần đa phần đều là những con người tài hoa, anh minh và yêu nước thương dân, đều có nhiều công hiến cho sự nghiệp dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Nếu bạn chưa biết 12 vị vua nhà Trần gồm những ai, thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong câu chuyện ngày hôm nay và công trạng của những vua nhà Trần là như thế nào. Chào mừng đến với bình luận viên Hải Thanh History. Trước khi mà đến với cuộc đời của 12 vị vua nhà Trần, chúng ta cần tìm hiểu nhà Trần thành lập vào năm nào và trong hoàn cảnh nào. Lấy bối cảnh vào cuối thế kỷ 12 khi mà nhà Lý suy yếu, các thế lực phong kiến nổi dậy chống lại triều đình. Nhà Lý phải dựa vào thế lực họ Trần để chống lại các lực lượng nổi loạn này. Nhà Trần khởi đầu khi Trần Cảnh lên ngôi vào năm 1226 sau khi được vợ là Lý Triệu Hoàng truyền ngôi. Những năm đầu tiên, Trần Cảnh còn nhỏ tuổi. Toàn bộ quyền hành của nhà Trần đều do một tay tông thất vai chú của Trần Cảnh, đó là Trần Thủ Độ nắm quyền. Chính Trần Thủ Độ đã âm thầm ép Lý Triệu Hoàng nhường ngôi cho cháu của mình. Trong giai đoạn này, nhà Trần đóng đô ở Thăng Long, tức là Hà Nội ngày nay, kinh đô của triều nhà Lý trước, tiếp tục phát triển sự hưng thịnh vốn có từ đời nhà Lý. Các vua nhà Trần mở rộng bộ máy chính quyền hoàn thiện so với nhà Lý, tạo nên một hệ thống đặc biệt, đó là các hoàng đế sẽ lui về làm Thái Thượng Hoàng và nhường ngôi cho Thái tử, tức là vua về sau. Nhưng Thái Thượng Hoàng sẽ cùng hoàng đế để điều hành chính sự, giống như vai trò của ban cố vấn. Việc này được nhiều người đánh giá đó là tích cực, bởi vì ngôi hoàng đế được xác định từ sớm thì sẽ tránh được việc tranh giành ngôi vua như nhà Lý trước đó. Hơn nữa, vị vua sẽ có điều kiện được làm quen, được rèn luyện và tiếp xúc với việc cai trị cho đến khi trưởng thành. Vậy nhà Trần tồn tại qua 175 năm và trải qua 12 đời vua, từ năm 1225 đến năm 1400, đó là những vị vua nào? Các vị vua Trần gồm có, theo thứ tự, trình tự thời gian, đó là Trần Thái Tông, Trần Thánh Tông, Trần Nhân Tông, Trần Anh Tông, Trần Minh Tông, Trần Hiến Tông, Trần Dụ Tông, Trần Nghệ Tông, Trần Duệ Tông, Trần Phế Đế, Trần Thuận Tông và Trần Thiếu Đế. Trong video này chúng ta sẽ nói đến những vị vua có công trạng nổi bật trong đời nhà Trần và vị vua cuối cùng cũng như hai vị vua của đời hậu Trần. Vị vua đầu tiên của nhà Trần đó là Trần Thái Tông. Vua Trần Thái Tông chính là vị vua khởi đầu cho triều nhà Trần và cũng chính là người đặt nền móng cho một triều đại lừng lẫy trong lịch sử. Dưới bàn tay của tướng Trần Thủ Độ, Lý Triệu Hoàng đã ban chiếu nhường ngôi cho Trần Cảnh, tức là chồng mình. Vào năm 1225, Trần Cảnh lên ngôi hoàng đế, đổi niên hiệu là Kiến Trung và bây giờ chúng ta vẫn gọi là vị vua Trần Thái Tông. Vị vua Trần Thái Tông chính là con trai thứ tư của Trần Thừa. Ông lên ngôi khi chỉ 8 tuổi, nhưng mà Trần Thái Tông đã tạo nên một sự nghiệp huy hoàng trong cả lĩnh vực quân sự, lẫn chính trị và kinh tế thời bấy giờ. Trong thời gian trị vì, vua Trần Thái Tông đã tiến hành cho ban bố các chữ quốc húy và miếu húy. Dưới sự lãnh đạo của Trần Thái Tông, Trần Thủ Độ và Trần Quốc Tuấn, tức là Hưng Đạo Vương, quân và dân ta đã toàn thắng trong cuộc xâm chiếm của quân xâm lược Nguyên Mông lần thứ nhất. Chiến thắng quân Mông Cổ lần thứ nhất là thành tựu nổi bật trong thời của vua Trần Thái Tông và chắc chắn mãi mãi là niềm tự hào của dân tộc ta. Cổ vũ mạnh mẽ cả dân tộc thừa thắng xông lên, đập tan những cuộc xâm lược mới của quân thù ở phía Bắc với quy mô ngày càng to lớn và ác liệt hơn. Về mặt quản lý hành chính, ông chia nước Đại Việt ra làm 12 lộ, có thể hiểu là tương đương cấp tỉnh bây giờ. Mỗi lộ lại đặt một quan cai trị gọi là An Phủ Sứ. Về học vấn thì ông đã mở khoa thi đến năm 1247, đặt Tam Khôi gồm có
Trạng Nguyên, Bảng Nhãn và Thám Hoa. Khoa thi này có Lê Văn Hưu, Đỗ Bảng Nhãn và chính là người viết sử đầu tiên của nước ta. Về tôn giáo, khi lui về làm Thái Thượng Hoàng, Trần Thái Tông đã dành hết tâm huyết và thời gian cho việc nghiên cứu về Phật Pháp, sớm rõ việc lớn là nhà thiền, trở thành một trong những cư sĩ uyên thâm trác việc bậc nhất trong lịch sử Phật giáo Việt Nam, có ảnh hưởng rất lớn với sự ra đời của thiền phái Trúc Lâm của dân tộc do cháu ông, tức chính là vua Trần Nhân Tông xây dựng sau này. Trần Thái Tông đã để lại rất nhiều tác phẩm có giá trị lớn. Năm 1258, vua Trần Thái Tông đã nhường ngôi cho Thái tử Trần Hoàng và được tôn làm Thái Thượng Hoàng. Năm 1277, Trần Thái Tông qua đời, hưởng thọ 60 tuổi và ông có 33 năm trị vì. Vị vua thứ hai của nhà Trần đó là Trần Thánh Tông. Trần Thánh Tông được sử sách ca ngợi là một vị vua nhân hậu, luôn hòa thuận với anh em trong hoàng gia và giữ vững cơ nghiệp của triều đại nhà Trần. Lúc này thì nhà Nguyên đã thôn tính xong toàn bộ Trung Quốc của nhà Tống và đang chuẩn bị thôn tính Đại Việt của chúng ta. Chúng sai sứ phong vương cho vua Trần Thánh Tông và bắt nước ta cứ 3 năm lại phải cống nạp một lần. Trước đó, vua cha của vua Trần Thánh Tông là vua Trần Thái Tông đã mềm mỏng thực hiện những chính sách ngoại giao nhằm bảo vệ danh dự và nền độc lập cho Đại Việt. Mặt khác thì Thượng Hoàng rất quan tâm đến việc tu luyện quân sĩ, tích trữ lương thực, vũ khí, chuẩn bị cho cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông xâm lược lần thứ hai. Trong thời gian làm Thái Thượng Hoàng, ông đã cùng với nhà vua Trần Nhân Tông lãnh đạo đất nước giành thắng lợi trong hai cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông lần thứ nhất và lần thứ hai. Vị vua thứ ba của nhà Trần cũng là một người có chiến công hiển hách, đó là vua Trần Nhân Tông. Có thể nói là trong suốt giai đoạn đầu của phong kiến Việt Nam, hiếm có vị vua nào lãnh đạo đất nước chống giặc ngoại xâm, để lại một di sản văn hóa kỳ vĩ như vua Trần Nhân Tông. Trần Nhân Tông, ông có tên húy là Trần Khâm, là con trai trưởng của vua Trần Thánh Tông. Trong các vị vua nhà Trần, thì Trần Nhân Tông là vị vua phải trải qua hai cuộc kháng chiến chống quân Mông Nguyên cam go bậc nhất trong lịch sử. Giặc Mông đã xâm lược Đại Việt vào năm 1282. Từ đó vua đã chủ trì hội nghị Bình Than, lấy ý kiến của toàn dân Đại Việt đoàn kết chống giặc xâm. Khi đó, chính người là người trực tiếp đã lãnh đạo quân dân Đại Việt hai lần chiến thắng chống quân Nguyên Mông, lần thứ hai và lần thứ ba vào năm 1285 và năm 1288. Hội nghị Bình Than chẳng khác gì họp quốc hội bây giờ. Sau khi thành công đánh đuổi giặc ngoại xâm thì xã Tắc Thanh Bình, dân chúng an cư lạc nghiệp. Vua đã có nhiều chính sách để phát triển kinh tế, chính sách hòa giải khi mà vua đã xóa bỏ mọi lỗi lầm trước đó của các quần thần, bởi vì không phải ai cũng có thể giữ vững niềm tin chống lại quân xâm lược phía Bắc. Và từ đó thì nhà vua đã lấy lòng dân, lấy lòng quân, lấy lòng tướng để củng cố khối đại đoàn kết của dân tộc. Ba vị vua đầu tiên của nhà Trần đó là thời kỳ đại hưng thịnh, và triều đại nào cũng thế, có hợp, có tan. Triều Trần kể từ Trần Thái Tông đến Trần Thiếu Đế là 12 đời vua, trị vì được 175 năm. Trần Thiếu Đế là vị vua cuối cùng của nhà Trần. Trần Thiếu Đế hay còn gọi với tên húy đó là Trần Án. Ngay trong khi Thiếu Đế ở ngôi thì Hồ Quý Ly đã tự xưng là quốc tổ Trưng Hoàng Đế, ra vào dụng đến 12 lọng vàng. Đây là lúc mà nhà Trần đã suy vong và nhà Hồ lên ngôi. Tình hình Đại Việt lúc này trở nên hỗn loạn. Thế rồi Hồ Quý Ly đã ép Thiếu Đế nhường ngôi cho mình, ép đến tận 3 lần. Hồ Quý Ly sai tông thất nhà Trần và quần thần phải 3 lần dâng biếu mới khuyên nhận làm ngôi vua. Trần Thiếu Đế bị phế, nhưng Trần Thiếu Đế chính là cháu của Hồ Quý Ly nên là không bị giết, chỉ bị giáng xuống làm đại vương. Sau này khi nhà Minh đem quân sang tiêu diệt nhà Hồ thì số phận của Trần Thiếu Đế là không rõ. Như vậy triều đại nhà Trần đã kết thúc vào năm 1400. Sau 175 năm trị vì với 12 đời vua như đã kể ở phần trước đó. Nhưng nhà Trần vẫn còn hai vị vua nhà Hậu Trần và 7 năm khôi phục vương triều nhà Trần. Hai vị vua này thì thường không được nhắc đến trong chính sử với tư cách là những vị vua chính thức của nhà Trần. Năm 1407,
cuộc kháng chiến chống quân Minh xâm lược của nhà Hồ bị thất bại. Nhà Minh đã lập ách đô hộ trên đất nước ta, trải dài 20 năm. Vương triều nhà Hồ tuy bị thất bại, nhưng mà nhân dân ta thì không chịu làm nô lệ, đã đứng lên chống nhà Minh ở khắp mọi nơi. Ở những vùng mà quân Minh chưa chiếm được, thì nhân dân ta đã tổ chức lực lượng vũ trang, chống lại các cuộc tấn công của địch. Năm 1407, một đội quân nhà Minh đã tiến lên Cao Bằng và đã vấp phải sự kháng cự quyết liệt của quân dân địa phương. Đặc biệt là tháng 11 năm 1407, cuộc khởi nghĩa do Trần Ngỗi cầm đầu đã nổ ra ở một khu vực, không phải là Cao Bằng mà đó là Yên Mô, thuộc Ninh Bình ngày nay, sau đó thì rút vào Nghệ An. Trần Ngỗi xưng làm Giản Định Đế, đặt niên hiệu làm Ninh Khánh, đặt mục tiêu của cuộc khởi nghĩa là đánh bại quân nhà Minh xâm lược nước ta, khôi phục độc lập, đồng thời khôi phục lại vương triều nhà Trần. Giản Định Đế chính là vị vua duy nhất trong lịch sử của nước ta tự mình đánh trống để quân sĩ băng lên. Thật đáng buồn là cuộc khởi nghĩa này của Giản Định Đế không thành công. Sau đó đến vị vua thứ hai của nhà hậu Trần, đó là Trần Quy Khoáng, hay vẫn còn gọi là Trùng Quang Đế. Đây là vị vua được nhà hậu Trần lập ra để chống lại sự đô hộ của nhà Minh. Năm 1414, Trùng Quang Đế bị áp giải về Yên Kinh sau những cuộc tấn công thất bại. Nhưng để giữ khí tiết của bản thân và giữ khí tiết của nhà Trần thì ông đã nhảy xuống sông và tự vẫn. Thấy vua chết, các hạ thần cũng nhảy theo ông. Vương triều nhà Trần đã khép lại, mở ra một cái cửa đen tối và tàn ác với sự cai trị và đồng hóa của quân Minh trong một thời gian dài, cho đến khi Lê Lợi khởi nghĩa thành công. Nhà Trần chính là triều đại vinh quang, triều đại huy hoàng trong lịch sử nước ta, trong những cuộc chống quân xâm lược tới từ phương Bắc. Bạn ấn tượng với vị vua nào của nhà Trần? Cảm ơn các bạn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Thực sự mình rất muốn làm những câu chuyện về lịch sử Việt Nam, nhưng làm thì sự đón nhận không nhiều, view rất ít. Nói riêng một chút thôi, nhưng nếu ai theo dõi được đến phần này cũng đã là những khán giả nhiệt thành nhất của bình luận viên Hải Thanh History rồi. Xin một lời thông cảm. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt.